Hi, xin chào tất cả mọi người, mình là Bảo Bóng đây và welcome người đã quay lại channel của mình. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cuốn sách fantasy mà đối với mình thì đây là một cái làn gió mới á. Từ trước đến nay mình đọc fantasy thì nó sẽ có hơi hướng là huyền bí này, thần thoại, kiểu phép thuật này nó kiếm không. Thì với quyển sách này thì nó mang lại cho mình những cái cảm giác rất là hiện đại, rất là tương lai, rất là máy móc, công nghệ nọ. Thì đó chính là cuốn Far Cross, Thợ Săn Tiền Thưởng của tác giả Mary Lou. Thì cuốn sách này được nhà Asbook phát hành. Cái cuốn sách này thì nó sẽ có tất cả là 500 trang, nhưng mà đối với mình thì nó rất là nhỏ gọn luôn á. Thì có một cái dòng chú thích là đây là tiểu thuyết viễn tưởng bán chạy số 1 New York Times. Khi mà đọc những cái dòng chú thích như vậy mình cũng rất là kiểu hoài nghi với mọi người, không biết có nên mua không á. Thì nói chung là đợt đó mình đi hội sách thì mình thấy cuốn này sale khá là nhiều và mình cũng mua về đọc thử và mình cảm thấy là wow, nó tuyệt vời hơn là mình nghĩ á. Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về cuốn sách này ha. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ một xíu về cái việc là tại sao cuốn sách này trở thành cái làn gió mới đối với mình. Thì nó nằm ở cái bối cảnh của toàn bộ câu chuyện trong Wild Rose. Bối cảnh được đặt ở tương lai, là một cái thế giới thực tế ảo rất là hiện đại, kiểu như siêu thực cyberpunk đó mọi người. Thì trong cái thế giới này có một cái game tên là Wild Rose. Thì cái game này cũng chính là cái chủ đề chính của toàn bộ câu chuyện này luôn. Thì đây là một cái game nó rất là tiên tiến, kiểu như nó sử dụng hết những cái hệ thống tối tân nhất và nó vận hành trên một cái phát minh tên là Neuralink do Hideo Tanaka tạo ra. Tanaka là nhân vật nam, kiểu như cũng đóng vai trò chủ chốt trong cuốn sách này luôn. Anh ấy là một người rất là đẹp trai nè, tài giỏi nè, giàu có, bạn người mê, tức là một cái hình mẫu rất là perfect. Wow. Đó. Thì đằng sau anh ấy có những cái bí mật rất là đen tối sẽ dần dần hé lộ trong cuốn sách này ha. Mọi chuyện sẽ bắt đầu từ cô nàng nữ chính của chúng ta tên là Emeka Chen. Thì đây chính là cái bóng của cô ấy. Thì Emeka Chen là một thợ săn tiền thưởng với một cái kiến thức, một cái sự am hiểu rất là nhiều về công nghệ mọi người. Kiểu như cô ấy có thể thuần thục hết tất cả các thủ thuật của tin tặc và cô ấy sử dụng nó trở thành một cái skill để mà đi hack các cái dữ liệu và đem cái dữ liệu đó đi bán để mà kiếm tiền, kiếm cơm mà nọ mọi người. Và cô ấy cũng chỉ mới vỏn vẹn 18 tuổi thôi. Cũng như bao nhân vật chính khác, Emeka Chen cũng có một cái tuổi thơ rất là bất hạnh. Thì mẹ cô đã bỏ cô từ khi cô còn rất là nhỏ nè. Thì cha cô cũng mất sớm và cô lớn lên bởi những cái con số, những cái mã code. Và từ đó cũng chính là cái nguyên do mà khiến cho cô có một cái khả năng kiểu thâm sâu công nghệ như vậy, kiểu như giống như là tiên nữ Thích Na trong Wings đó mọi người. Cái một lần kiểu áp lực cái gỡ tiền quá thì cô bèn hack vào một cái hệ thống và cô không biết, hiểu không? Cô vô tình hack thôi. Thì khi mà cô xâm nhập ra được rồi thì cô mới biết đó chính là Warros. Kiểu Warros là một cái trò chơi mà bất khả xâm phạm, không có một hacker nào có thể hack vào trong cái hệ thống này hết. Nhưng mà cô ấy đã làm được điều đó. Thì cô ấy bị phát hiện và tưởng chừng như là cô ấy đã phải bóc lịch suốt đời trong tù rồi, đúng không? Nhưng mà cô ấy lại nhận được một cái thỏa thuận triệu đô từ Hideo Tanaka để mà về làm việc với anh ấy. Từ đó cô bắt đầu những cái phi vụ của cô với là Tanaka. Và trong lúc thi hành những cái phi vụ đó thì cô cũng phát hiện ra những cái bí mật cũng như những cái thế lực đen tối tầng sau. Cô không chịu để yên và cô quyết là sẽ theo cái vụ đến cùng. Do thì xuyên suốt cả buổi truyện, mọi người sẽ thấy những cái hành động rất là đại cái nơi rất là hồi hộp nghẹt thở. Kiểu như là nói chung là cô ấy vừa phải đóng vai là một thợ săn tiền thưởng trung thành với lại Hideo Tanaka. Thì cô ấy cũng phải thật là khéo léo vô cái việc là lật mặt cái tên này. Dạ, yeah. Thì nói chung là mọi người sẽ được trải nghiệm những cái game rất là thú vị trong đây, cũng như những cái cú twist không ngờ tới. Nói chung là đây là một cuốn sách mang cho mình rất là nhiều cái trải nghiệm thú vị. Như mọi người cũng biết á, thì thế giới trong các câu chuyện fantasy rất là phức tạp, kiểu như là các tác giả phải tạo ra một cái thế giới gồm có những cái hệ thống riêng, những cái luật lệ riêng, những cái kiểu như những cái bản đồ riêng này nọ, đúng không? Thì mình cảm thấy đối với cô Mary Lou thì cái việc cho độc giả thấy được cái thế giới của mình thì rất là dễ dàng. Kiểu như là các cái câu chuyện của cô rất là ngắn gọn xúc tích, kiểu như là cô rất là thẳng thắn á mọi người. Khi mà mình đọc vô thì mình có thể tưởng tượng ra được cái thế giới mà cô muốn nói là cái gì đó. Thì đó là một cái điểm mà mình cảm thấy rất là thích, tại vì với một cuốn sách 500 trang như vậy mà mình vừa phải hiểu được thế giới của cô nè, vừa phải đi theo cái cuộc hành trình của nhân vật chính á, thì mình cảm thấy rất là nhiều. Nhưng mà cô thì lại rất là kiểu như là tóm rất là gọn lại á, nhưng mà đọc thì vẫn có thể nắm đủ ý và kiểu như không bị thiếu sót á, kiểu như mình cảm thấy nó không quá là nhanh á mọi người. Thì những cái pha hành động mà cô
Mary Lou đã viết ra thì mình cảm thấy rất là hồi hộp, kiểu như là có những cái đoạn á mình phải nín thở để follow theo từng cái bước chân của Emeka Chan, cũng như là có những cái đoạn mình rất là tò mò, mình không biết là nhân vật chính sẽ làm gì tiếp theo, cho nên mình cứ đọc kiểu như nó cuốn á, mình không thể nào dứt ra được. Thì bên cạnh đó, cái yếu tố lãng mạn trong cái cuốn sách này mình cảm thấy cũng khá là ổn, kiểu nó không quá dài, nó không quá rườm rà, nó không quá sến, kiểu như nó vừa đủ đối với mình. Cái khung cảnh cảm xúc á thì nó được thêm vào, kiểu như là những cái gia vị ăn thêm, ăn kèm với những món ăn đó mọi người. Ừ, nói chung là nó cũng không quá nhiều đâu, nhưng mà nó tô điểm thêm thì làm cho cái cuốn sách này mang cho mình những cái trải nghiệm kiểu nó đậm đà hơn á. Thì có những cái khúc mà rất là vui có này, buồn có này, có những lúc nghẹn ngào cũng có, mà có những lúc kiểu cảm xúc nó dâng trào cũng có luôn. Và nó rất là đúng lúc nha mọi người, nó không kiểu như là cho vô quá nhiều á, ăn nhiều bị bổ thật á. Thì đối với mình đây là một cái món ăn rất là hoàn hảo bởi những cái gia vị như vậy. Một cái điểm trừ nho nhỏ thì mình nghĩ chắc là do dịch thuật, tại vì mình cảm thấy là khi đọc thì có những cái đoạn nó khá là cứng một chút xíu ở cái phần, ở những cái chỗ như từ người này nọ, nhưng mà đối với mình thì nó không quá là đáng kể. Thì bên cạnh đó thì khi mà người đọc cuốn sách này, mọi người cũng phải quan lên trước, tức là đây là một cuốn sách kiểu fantasy nhưng mà nó không có phép thuật á mọi người. Nhưng mà Captain America mọi người, kiểu như là Captain America sẽ là chiến đấu bằng chính sức lực của anh ấy đúng không, thì ở America Chan thì cô ấy sẽ chiến đấu bằng chính cái mưu của cô ấy, chính cái khả năng tương thông kiểu thần đồng về công nghệ của cô ấy đó. Thì nói chung là mình muốn quan tâm mọi người như vậy. Đây là lần đầu tiên mình đọc sách của cô Mary Lou và mình cảm thấy rất là bất ngờ với lại cái thế giới mà cô mang đến cho mình, cũng như là những cái câu chuyện cũng như là cách viết của cô. Thì mình nghĩ là mình sẽ tìm đọc thêm những cuốn sách khác của cô ha. Thì mình cũng phát hiện ra là Nhã Nam cũng đã từng xuất bản một cái series của cô Mary Lou, đó là như là bộ bộ này đó, hình như là huyền thoại chiến sĩ với lại thần đồng ở đây nè, mình sẽ để ảnh ở đây nha. Mình cũng thấy là đằng sau cuốn Warlords này thì cũng sẽ có cuốn thứ hai tên là White Card, thì mình cũng mong là cuốn nó sẽ sớm được xuất bản ở Việt Nam ha. Ok, thì đó là những suy nghĩ của mình sau khi đọc cuốn sách Warlords Thợ Săn Tiền Thưởng của cô Mary Lou. Thì đây cũng là lần đầu tiên mình đọc sách của cô, mình cảm thấy rất là thích về cuốn sách này và mình cũng muốn giới thiệu mọi người. Thì nếu như mọi người đã đọc cuốn sách này rồi thì cho mình những cái suy nghĩ mọi người ở dưới phần comment nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video này. Nếu như mọi người thích video này thì hãy cho mình một like, share và subscribe channel của mình. Và chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nha. Bye bye.